the truth. Hello chào các bạn, đây là chào một video nữa và như bạn thấy hôm nay nó chơi Minecraft. Và đây không phải Minecraft bình thường mà chúng ta chơi một cái map được tạo bởi Creeper Labs Minecraft. Ok, vì mình nghĩ là chúng ta nên chạy anh ấy. Ê, xin chào Fred. Fred, đừng bỏ em, Fred. Delivery guy, đúng rồi, tên map chính là Delivery guy. Chúng sẽ đi làm một công việc, chính là giao hàng. Đây. Phòng mình này, wow. Cảm ơn Trung Báo Thức. Một sáng nữa không việc làm. Ôi rồi. Mình có bạn là Frank kìa. Wow. Need some privacy. It's been months since we graduated. In fact, both of us had no job. Plus, our student loans. We're stuck forever. If I only get a job, I can move out. Ok, mình đến nơi tắm. Và wow. Đây là cái máy tính của mình á. Yo. Máy tính đẹp. Bán đi chắc được mấy tỷ. Wow. Đây mà là nghèo quá. Mấy ông đùa em à. Đây là cái thứ mà gọi là cùn ngầu lên cái phòng tắm này. Có khăn tắm này. Chỗ rửa bát này. À sao rửa bát. Rửa tay này. Ba cái lõi vệ sinh này. Cái quận giấy vệ sinh này. Và cái toilet to này to. Từ từ đi ăn. Sensor đi. Mình phải đi vệ sinh. Ok, phê rồi. Ở đây tắm rồi, let's go. Hey, vòi hoa sen, tắm đi, đúng rồi, thôi đâu ấy. Meanwhile, Frank, bạn của phòng. Frank này đi tắm à? Khoan đã, mình đang ở trong phòng tắm à? Frank, đừng. Nói xong người nhìn lên gì đấy cái skin của mình rồi. My eyes. Wow, technical. Okay, remember I said earlier about moving out? I mean it. Có cookie này. Có một cái công việc cookie. À, thằng Frank cái rồi. À, vậy. Đi vào không gõ cửa, không gõ cửa, không đấm, đấm. Hello, cái gì này, hello. Hello. Khóa cửa, rồi khóa, à mà cái cửa không có khóa luôn. Awkward, thấy chưa? Rồi mình đánh ngay sẽ ăn. Khó cửa. Ok. Need some privacy, man. Mình có Daily Miner, mình có báo này. Đọc báo rồi. Wow, Mayor chuẩn bị mở công viên mới hay lắm. Blah blah blah. Khoan đã. Thuê người. Làm người giao hàng. Yes. 10.000 đô một tháng á. Mười nô tháng là 240 triệu à, đúng không? Hay là 24 triệu nhỉ? Mình không biết đâu, mình rất kém tọa, nhưng mà mình sẽ đi xin việc này, tại vì 10.000 đô một tháng thôi, quá đủ cho mình, quá đủ. Let's go. Oh wow, rất là đẹp nhỉ? Hello, ai đây? À Tony, hello, xin chào Tony, có khỏe không? Welcome to Tony Takeout. Cho em xin việc cái anh ạ, em cần một xin việc. Delivery guy. Đúng rồi đấy, chuẩn rồi. Yeah. Nobody wanted a job. Tại sao á? Nó trả tiền rất là nhiều mà 10.000 đô một tháng ấy, trời ơi. Cái khu đấy hơi bị lạ. Không sao, khu ấy lạ nhưng mà em vẫn có tiền làm ngon thì anh. I didn't mean it that way. 120.000 đô một năm. Wow. Ok, hợp đồng, đồng ký nào, let's ký hợp đồng. Yeah, yes sir. Ok. Let's begin. Bắt đầu rồi. Hãy đưa em đồ để em giao hàng nào. Oven thing. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Có gì không? Đây, đồ giao hàng đúng không? 105 candy, false candy. Ok, được rồi. Ok vậy, let's go. Ok rồi, đi thôi. Yeah. Wow. Cái phố này. Hey, 105 à. Wow, 120, 1.200 đô một năm.
có thể mua những gì, một căn nhà, mấy cái ô tô, đôi giày. Ở đây phố 150 là đúng rồi đấy. Ủa, mình vừa đi qua chỗ này xong. Thế đinh đong à, đong có ở nhà không? Hello, giao hàng ơi, anh ơi, em giao hàng. Come in, ok rồi, let's go. Ok, đấy, mình ấy vào nhà rất tự nhiên. Wow, Na mu. na Are you okay? Ôi, mình hơi bị sốc. Nhưng nó giao hàng cho một con bò. Anh ơi, I'm sorry, I'm not supposed. I what? Mình là con. How dare na you? Nó bị kẹt. Nó không, em không ghét cọ. Em bò, em rất yêu bò. Em ăn thịt bò lúc nào. Lunch đồ ăn, ok. Đây ăn lấy đi. Đó, cầm cái đồ ra. Ok, anh đi ăn đi. Gì đây? Em xem anh ăn gì nào. Anh ăn cái gì? Anh sẽ ăn cái Na gì? Ăn thịt bò. na Bò ăn thịt bò. Xin lỗi, xin lỗi. Chỉ là anh đang là một bò mà anh lại ăn thịt bò, thế là kinh khủng. Không ổn tí nào. Tony, tại sao cái thằng, tại sao nó lại ăn thịt bò? Chúng ta gọi cảnh sát. Bình tĩnh rồi. Freaking cannibal! Let's not go and get any beef. Ok, delivery 221, 121 phố, ok. Nó sẽ ăn tất cả mọi thứ. 10.000 đô một tháng. 125, à 120.000 đô một năm. Thế là, yes. 121, 122, 121 đây. Ê! Cái hàng nào? Nhà đẹp nhỉ? Interesting house. Vâng, nhà khác biệt luôn. Ding dong! Có ở nhà không? Không trả lời luôn. Không trả lời rồi. Mình sẽ đi vào, let's có tiếng tivi. Ờ, mở ra đi. Giao hàng với anh ơi. Thanks. Thanks. Ôi. Tắt tivi luôn. Ôi, đây là Hank. Anh là một chiếc hamburger. Giấc mơ thành hiện thực rồi. Hamburger ngon phết. What, có vợ luôn á? Ok. Hamburger. Ok, so what's quick. Đứa em bé. What? Đứa em bé á. Sao có cả bé, em bé một cái hộp bé tí này luôn. Cái thằng Hanh vào lấy, ok, trong cái thằng Hanh mình sẽ liếm 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 hamburger một cái, chắc chắn tí phô mai đi rồi. Oh, nó lấy rồi. Đứa con là hamburger. Cái what the heck gì vậy? Hope my baby before I check on Hank. Ok, Burger Kid. Đây là thằng nhóc. Mà nó là một chiếc burger. Mình muốn ăn nó quá. Have a burger child. Absolutely. Nằm rơi đứa bé rồi. Mình nằm rơi đứa bé rồi. Đứa bé chết rồi. Gì vậy? Tin mới. Một người xấu xa đã giết một em bé và bị bắt ở cảnh sát. Thế rồi, mình bị bắt rồi, mình bị bắt rồi. Chết rồi. Chết rồi. Sẽ nói gì với bố mẹ rồi? 120 triệu mình đang được mà. Đó là 120.000 đô của mình biến mất thôi. Tiền thôi. Ở đâu mình bật tiền rồi. Oh man. Mình ở bây still have my paycheck. Mình vẫn có tiền à? Hay lắm. Vẫn có tiền. Tôi bảo rồi. These people are weird. They hack the laws weird. Why else should I be here? I demand my paycheck, đúng rồi. Xe tiền ở đây, đưa tiền cho anh. Fine, what the paycheck? It's risky. Mình phải làm hết. Nó trả tiền á. Một năm. Mình làm hết được một cái. Đúng một năm mới trả tiền. Mình phải trả một năm tiền.
Em cứ tưởng nhất nhé, nói chứ nào. 25 nữa mình được ra khỏi tù thế nào. Ok, ý ra là không là Frank là được rồi. À. Frank, đó, bạn cùng Frank. 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 À. Are you okay, Fred? À, mình phải ở cùng với Frank kìa. À, game. Cảm ơn anh play. Mình chơi map. Yes, mình rất thích cái map này. Well, I hope so. Every time is mortal. And moral of this story is đừng giao hàng đồ ăn. Hoặc là bạn có thể đi vào tù. Anyway, enjoy the mouse, press the subscribe button, đúng rồi. Hãy bấm nút subscribe và hãy bấm nút like ở bên dưới. Đó, you get the first mic, get thrown in jail. Anyway, bye! Yeah, tạm biệt rồi. Yeah, vậy thì hell yeah. Wow, đây là toàn bộ map này. Để tạo ảnh, cái khu phố này. Cái khu phố mà chúng ta đã ở đây. Từ từ mình phải đi tìm gia đình hamburger để mình phải đi kiện chúng nó. Nó đặt đồ ăn mà. Chẳng chẳng có gì cả. What? Còn nó chuyển nhà rồi, chắc là chúng nó biết mình sẽ đi đi ra báo thù rồi chúng nó chuyển nhà rồi. Thì đó tức các bạn đó chính là từ bình tĩnh, mình muốn bấm press me này, không bấm được. Ok, quá tệ rồi. Thì đó tức các bạn đó chính là video video Minecraft của mình ngày hôm nay. Và nếu các bạn thích video này để một nút like xuống dưới các bạn mới lên channel mà muốn làm người giao hàng, thì một nút subscribe ở ngay bên trên kia để làm người giao hàng với mình. Và cuối cùng mình sẽ đi ngồi tù với nhau. Thì rất cảm ơn các bạn xem này, và nếu các bạn thích thì hãy nếu à nếu các bạn xem này và bình chào các bạn và các bạn tiếp theo. Bye.